Dân Trung Quốc hả hê khi Việt Nam dùng nghi thức đặc biệt đón ông Tập mà không dùng với Biden. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, như đã đưa tin, trưa ngày 12 tháng 2, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12. Theo lời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã đích thân ra tận sân bay để tiếp đón ông Tập Cận Bình. Và đây là màn tiếp đón trang trọng không thường thấy của Việt Nam trong nghi lễ đối ngoại, kể cả khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nước ta cách đây chưa lâu cũng không hề được thấy cảnh này. Không những vậy, chiều ngày 12 tháng 12, lễ đón cấp nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Điểm nhấn trong màn tiếp đón long trọng của Việt Nam là trong tiếng quốc thiều hai nước, 21 loạt đại bác đã vang lên chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc. Nghi thức bắn đại bác chào mừng được Bộ Tư lệnh Pháo binh thực hiện tại Hoàng thành Thăng Long, cách không xa Phủ Chủ tịch. Việc bắn 21 loạt đại bác là nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất trong nghi lễ đối ngoại của Việt Nam, điều mà khi tiếp đón ông Biden cũng không có. Vậy nên truyền thông Trung Quốc tỏ ra rất vui sướng trước màn chào đón ông Tập của phía Việt Nam. Đã có nhiều bài viết đi sâu phân tích những ẩn ý ngoại giao trong phong cách đón tiếp của chúng ta. Ví dụ như một bài viết mới đây trên trang Tân Hoa Xã với tiêu đề "Thứ gì không đưa cho Biden, Việt Nam sẽ tặng cho Trung Quốc". Ngoài 21 phát súng chào đón còn có quà đặc biệt. Trong video này, chúng ta hãy cùng xem ý kiến của phía Trung Quốc trước màn chào đón long trọng này của Việt Nam và phân tích xem liệu có ẩn ý nào ở đây không nhé. Vì bài viết trên trang Tân Hoa Xã khá dài, cho nên mình xin phép được lược bớt. Tác giả Trung Quốc đã viết thế này: Việt Nam gần đây khá bận rộn trên lĩnh vực ngoại giao, hết Mỹ rồi đến Nhật Bản và nhiều quốc gia khác thay phiên nhau đến thăm. Nhưng điều Việt Nam coi trọng nhất vẫn là mối quan hệ với Trung Quốc. Ngay khi có thông tin quan chức cấp cao Trung Quốc sắp sang Việt Nam, phía nước bạn đã tỏ ra rất nghiêm túc chuẩn bị. Những gì trước đây chưa trao cho Biden, họ sẽ dâng cho Trung Quốc bằng cả hai tay. Đồng thời Trung Quốc cũng đã chuẩn bị một món quà lớn cho Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Tập, các phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam thường xuyên ca ngợi quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Tại lễ đón tiếp thì Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác chào mừng. Bạn nên biết rằng khi Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Việt Nam vào tháng 9 năm nay thì ông và Việt Nam đã nâng cấp mối quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với quan hệ Trung Quốc-Việt Nam. Khi đó cũng có tin đồn rộng rãi rằng Việt Nam sẽ chào đón ông Biden bằng 21 phát súng chào mừng, nhưng cuối cùng Việt Nam không làm gì cả. Tuy nhiên, trước chuyến thăm của quan chức cấp cao Trung Quốc, Việt Nam đã sớm thể hiện sự chân thành, không ngần ngại sử dụng nghi thức chào đón nguyên thủ quốc gia trang trọng nhất trong nghi lễ đối ngoại. Trước đây, Việt Nam đã nhiều lần nhấn mạnh quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao của Việt Nam. Rõ ràng, từ góc độ của Việt Nam, Trung Quốc quan trọng hơn Hoa Kỳ. Lúc này quan hệ hai nước lại sắp bước vào một chặng đường mới. Có thể thấy kế hoạch sử dụng Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc của Mỹ đã không thành công. Điều đáng nói là trước khi đến thăm Việt Nam thì chúng ta cũng đã tặng Việt Nam một món quà lớn. Kể từ đầu năm tới nay, đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đã tăng đáng kể. Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam đạt 8,2 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, đưa Trung Quốc trở thành nguồn đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Ngược lại, tiêu dùng và thương mại của Mỹ với Việt Nam lại chậm lại. Đầu tư của Mỹ vào Việt Nam đã giảm từ 700 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái xuống còn 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay, khiến Mỹ trở thành nhà đầu tư chỉ lớn thứ 10 tại Việt Nam. Mặt khác, Trung Quốc khác Mỹ ở chỗ mỗi bước đi của ta đều thực tế và có ý nghĩa. Trong chuyến thăm này, các quan chức cấp cao Trung Quốc cũng đã thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về dự án đường sắt vận tải hàng hóa ở miền Bắc Việt Nam nằm trong sáng kiến một vành đai, một con đường của Trung Quốc. Đồng thời hợp tác về đất hiếm cũng có thể nằm trong chương trình nghị sự. Rõ ràng, sự phát triển thân thiện trong quan hệ Trung Quốc-Việt Nam có lợi cho cả hai nước, đánh giá từ nhiều dấu hiệu khác nhau, thời kỳ hoàng kim của quan hệ Trung Việt sắp đến gần. Dù Mỹ và phương Tây có gây rối thế nào thì sự thật này cũng không thể thay đổi được. Đó là bài viết trên trang Tân Hoa Xã nói về màn tiếp đón long trọng của Việt Nam dành cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Việc so sánh màn tiếp đón lần này với lần trước khi ông Biden đến thăm Việt Nam khá xa nhau thì đúng là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, đây là điều hoàn toàn có thể giải thích được. Đầu tiên, việc Việt Nam làm là nhằm tuân thủ nghị định do chính phủ ban hành. Theo nghị định 18/2022 NĐ-CP của chính phủ về nghi lễ đối ngoại, nghi thức bắn 21 phát đại bác thực hiện khi đón tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước, đón tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo hai chức danh. Trong đó thì bắn 21 loạt đại bác khi mà cử quốc thiều hai nước sẽ phải theo nguyên tắc có đi có lại hoặc là theo đề án được duyệt.
Mấy chữ có đi có lại ở đây chắc mọi người cũng hiểu phải không? Tức là bạn tiếp đón tôi bằng cách nào thì tôi sẽ làm y như vậy. Năm ngoái, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của ta sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp chủ trì lễ đón tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh với 21 phát đại bác chào mừng. Như vậy thì Việt Nam bắn 21 loạt đại bác lần này là để đáp lễ lần trước với phía Trung Quốc. Nghi thức ngoại giao của Việt Nam luôn tuân thủ những quy tắc như vậy từ trước đến nay, đó là điều không cần phải bàn cãi. Còn vì sao chúng ta lại làm vậy với Mỹ thì đơn giản là Mỹ không làm điều đó với ta. Nếu ta bắn trước và đợi họ đáp lại thì trong tương lai lại càng không thể. Bởi vì nghi thức ngoại giao của Mỹ không có phần này, Mỹ trước nay tiếp đón nguyên thủ quốc gia khác đến thăm rất đơn giản, không giống như ở ta. Vậy nên ta cũng đáp lễ lại tương tự như vậy với họ. Như vậy thì Việt Nam làm thế sẽ không để bên nào phật ý cả. Thực tế thì, theo Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, người từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, việc bắn đại bác đã từng được đem ra bản kỹ trong các phương án tiếp đón Tổng thống Biden khi đến Việt Nam. Nhưng phía Mỹ không quan tâm nhiều lắm đến nghi thức đón tiếp này, bản thân họ rất đơn giản. Vậy nên, ta đã lược bớt đi những nghi thức không cần thiết, trong đó có màn bắn đại bác. Việc Việt Nam không trải thảm đỏ khi Tổng thống Biden xuống máy bay ở Hà Nội thì lại là nguyện vọng của phía Mỹ chứ không phải ý của ta. Trước đây thì chuyện trải thảm đỏ từ chân cầu thang máy bay đến nơi đỗ xe của nguyên thủ quốc gia nước khách là chuyện hết sức bình thường. Ai đến chúng ta cũng đều là như vậy. Tổng thống Mỹ thì không lý nào Việt Nam lại tiếc một cái thảm hết. Thế nhưng phía Mỹ đã không yêu cầu trải thảm đỏ khi tiếp đón Tổng thống Biden bởi vì họ thấy trải thảm đỏ rất rủi ro và sợ Tổng thống của họ không may đi bấp chân một cái là toi chứ chẳng đùa. Bởi lẽ ông Biden thì đã 82 tuổi rồi, đã từng có một số lần vấp ngã khi mà đi lên xuống cầu thang máy bay trước đây. Tới Việt Nam mà vấp ngã một cái thôi thì vấn đề nó lại sang một trang khác. Thế nên chúng ta cũng thoải mái đáp ứng yêu cầu này và lược bớt nghi thức trải thảm để tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra cho Tổng thống Mỹ. Giúp chuyến thăm của ông diễn ra suôn sẻ thì tốt hơn là bày việc ra rồi lại lo thêm. Bởi vậy mới thấy Việt Nam luôn khôn khéo trong cách hành xử cũng như hài hòa trong quan hệ tay ba, thậm chí là tay bốn giữa các quốc gia hùng mạnh nhưng không thân thiện với nhau. Đó chính là sự tài tình trong ngoại giao của Việt Nam. Nó khiến Mỹ không thể chơi được mà Trung Quốc cũng hân hoan. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.